Như bình thường á, anh sống chung gia đình vậy đó, thì anh có để quỹ đen riêng không? Bây giờ về là tiền hai người đó xài, anh đi làm anh là anh không có đưa hết tiền cho vợ. Thì ví dụ như trong nhà mà cái gì như cái gì mà lớn này kia đó thì anh sẽ bỏ tiền ra anh mua, cần cái gì bệnh đau thuốc men này kia đó nếu mà vợ không có thì anh bỏ tiền ra anh đưa, chứ anh không có trách nhiệm là phải hàng tháng phải đưa cho tôi bao nhiêu thì ông phải làm đưa cho tôi bao nhiêu tiền, là anh không có cái chuyện đó. Em thì em không quan trọng đó đâu. Em thì đối riêng em á, thì em đi làm về thì cơ bản từ đó em sống gia đình em ý chí với ông xã em cũng vậy. Em làm về mà lương về em cứ bỏ trong tủ á, anh có thích gì anh lấy anh mua. Em cũng không có nhất thiết là phải kiểm soát tiền của chồng em hay là kiểm soát anh phải đưa cho tôi, không, không bao giờ em hỏi đề cập tới tiền của chồng em. Chứ không phải như đợt trước là anh đưa rồi xây nhà với cửa bán ra cũng chia ly dị cũng chia đôi ra. Mình chưa có biết là người ta có xài hao hụt hay không mà trước tiên mình đã quất vô là tôi không đưa rồi. Từ từ để sẽ sống một thời gian để tìm hiểu chứ. Nhưng mà nội đầu tiên vô anh đi cô gái mà anh vô anh nói vậy là gặp như tôi là tôi ve rồi. Gặp như tôi là tôi ve rồi. Quen anh này tầm 3 năm, cưới về thì làm dâu được 4 năm rồi em ly hôn. Người đó có thăm nom con gái không? Tự nhiên nhắc em bị cảm xúc. Không sao hết, đương nhiên rồi, mình chuyện cũ của mình thì nhắc tới thì mình vẫn xúc động thôi. Ý là em vẫn gọi điện cho bà nội bé vẫn nói chuyện bình thường. Ý là không có hận thù gì, em chỉ nghĩ chắc hết duyên rồi thì mình không có tới được. Hết duyên rồi thì mình không có tới được. Cái nguyên nhân gì mà phải dẫn đến đổ vỡ khi mình có con rồi mình không nắm níu được hay? Bạn ấy là nhỏ tuổi, nhỏ hơn em 2 tuổi. Ba của con bé thì là ăn chơi rượu chè cờ bạc hay là mua bị kia em bỏ qua. Tại vì mình có thể vì con mà mình đánh đổi để cho con một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng mà vũ phu thì em không bỏ qua. Người đàn ông mà thực sự mà có bản lĩnh thì hơn thua đi ra ngoài xã hội, hơn thua với người kia rồi đem tiền về mà nuôi vợ nuôi con. Chứ mà hơn thua với người phụ nữ của mình thì cũng đâu có được gì. Nếu như mà người đàn ông mà giơ tay đánh người phụ nữ của mình thì hèn lắm. Rồi, quái cái gì vậy, trời ơi yêu tinh yêu quái đâu xuất hiện vậy trời ơi. Ủa em thấy gì chưa em? Thấy râu. Thấy hai cái râu thôi hả? Đố em biết râu con gì? Tôn Ngộ Không. À, Tôn Ngộ Không hả? Rồi bây giờ thì mình bắt đầu giới thiệu nha. Mời nhân vật đặc biệt này giới thiệu trước. Em tên gì? Ta là con ông Sâm, cháu của bà Thiên Lôi. Kiếp xưa ta ở trên trời, hôm nay rớt xuống trần làm tề thiên. À, đoán đúng rồi ha, rớt xuống trần làm tề thiên ha. Và đến năm 2016 thì em chuyển qua là kinh doanh hàng ăn về hè. Ồ, cái này ngon à. Món em kinh doanh đó là món cháo lòng. Đầu là kinh doanh vỉa hè. Hiện tại vẫn là kinh doanh vỉa hè nhưng mà em nhân ra nhiều điểm mà nó thành một hệ thống. Vỉa hè mà thành một hệ thống luôn. Dạ. Vỉa hè mà thành một hệ thống luôn. Dạ. Thu nhập một tháng được nhiêu? Dạ, thu nhập mà bình quân của em sau chi phí thì khoảng độ 60-80 triệu. 60-80 triệu. Là sau chi phí rồi đó. Là coi như tiền cứng bỏ túi á. Tôi có mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì em đã ly hôn rồi. À, mình ly hôn bao lâu rồi? 1.5 năm rồi chị. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Hôn nhân đó là mình kéo dài được bao lâu? Khoảng 3-4 tháng rồi chị. Nhưng mà cũng may là chưa có con, là không có vướng bận gì hết thì cũng dễ. Còn bên đây tình trường sao? Mấy mối tình rồi? Em cũng là một người từng đổ vỡ trong hôn nhân ạ. Thì ví dụ như sau này mà có xảy ra một cái sự cố gì đó mà anh phải đi về ngoài Bắc thì em có thể cùng anh và theo anh ra ngoài đó sinh sống ngoài đó được không? Đấy là cái điều mà không nằm trong dự định của anh đâu. Nhưng mà chẳng may nó xảy ra ấy, thì em có thể cùng anh đi ra ngoài đó không? Chắc em không ra được. Tại vì em sống ở đây cũng quen rồi. Còn cái quan điểm của tôi là nhận vợ gái chồng thì tất cả hơi ngại. Con anh con tôi. Dạ. Yeah. Nó hơi khó. Chứ nếu mình nói không ngại hay là thì đương nhiên không ngại là không có đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là cái duyên, cái số mình không nói được. Nhưng mà cái vấn đề là chỗ đó. Nếu mà cháu trai bên đây có cái hướng, có khả năng là về ngoài đó
thì khó quá. Cái hướng có khả năng là về ngoài đó thì khó quá. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống với con. Em có một cô con gái và ba đứa con nuôi. Một con gái ba con nuôi nữa. Wow, rồi ai phụ chăm các con? Dạ các con cũng lớn rồi. Con gái của mình là bao nhiêu tuổi? Dạ con gái ruột của em thì năm nay 11 tuổi. Rồi. Còn ba cháu kia thì cũng lớn rồi. Cháu lớn kia thì 22 tuổi. Cháu kế là 18 tuổi và bé nhỏ thì 8 tuổi rồi. Không biết là em có suy nghĩ gì không ha? Em nghĩ thấy bạn gái cũng có đứa nuôi con. Cũng có đứa nuôi con. Em có chịu không? Chịu, chịu. Em có phụ nuôi được không? Được. Được hả? Dạ. Gan dữ à. Được không? Được. Bốn đứa con đó. Nói vậy thôi chứ con mấy cháu lớn lớn hết trơn rồi. Dạ. Hình như là còn nghe là còn hai đứa nhỏ thì vị thành niên ha. Dạ. Thì vậy muốn có mấy đứa con? Thì con nhiều tốt. Trời nuôi nổi không mà con nhiều tốt. Ba đứa. Muốn có ba đứa. Dạ. Bên đây có bốn đứa rồi nè, giờ muốn đẻ thêm mấy đứa nữa? Đẻ chắc hai người nữa được. Hai người nữa được rồi hả? Dạ. Rồi hỏi thử cổ coi, giờ thí dụ như hai đứa mình mà có duyên lấy nhau đẻ anh em hai đứa nữa, em đẻ nổi không? Em hai đứa nữa em đẻ được không? Đẻ luôn ba luôn. Đẻ luôn ba luôn. Kính thưa quý vị khán giả, để có lượt xem cao như vậy thì đầu tiên phải cảm ơn khán giả đã yêu quý chương trình, cũng như cảm ơn các nhân vật đã gửi tâm tư, đặt niềm tin cho chương trình để tìm kiếm một nửa. Mặc dù năm 2022 chúng tôi chưa nhận được tin vui từ các cặp đôi đã bấm nút, tuy nhiên trong quá trình thăm hỏi động viên thì chúng tôi đã nhận được những tín hiệu vui từ sự phát triển tình cảm của các bạn, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ nhận được tin vui của các bạn ấy nhé. Chương trình Hẹn Ăn Trưa vẫn nhắm đến mai mối các cặp đôi gãy đổ và nam và nữ độc thân lâu năm. Mỗi người đều có chuyện tình khác nhau, tuy nhiên họ đều là những người cha, người mẹ mong muốn tìm được hạnh phúc và mong muốn được yêu. Rồi nguyên nhân thì sao chia tay? Thì ông xã em nói chung là ông có cái tính hay giận hờn. Chuyện lớn cũng giận, nhỏ cũng giận, mà giận là giận hoài, giận nửa tháng, giận một tháng luôn. Nhiều lúc mình xuống nước mình làm huề nhưng mà vẫn giận. Ví dụ như cái gì mà mình trong việc nhà mình làm trái ý xíu thôi là cũng giận rồi. Vậy là ảnh có hơi tính gia trưởng. Đúng rồi. Với lại em mỗi lần giận là xách gói đi ngủ với mẹ. Ủa dạ? Cô tên Hoàng. Cô tên cô Hoàng. Cô là làm có mấy đứa con cô? Có 5 đứa. Này là đứa Út phải không cô? Út. Nôn chưa cô? Nôn muốn gả đi chưa cô? Thì đó tùy ý nó thôi. Với ly dị chồng 10 năm rồi đó. Cho nó đóng còn trẻ. Mẹ muốn con như thế nào nè? Muốn xem chờ đợi tìm chỗ mới giữ. Em được làm mai có chồng thì từ lúc mà gặp mặt làm mai cho tới lúc mà đám cưới được diễn ra là trong vòng 1 tháng. Trời, nhanh dữ vậy đó hả? Với lại làm mai thì nhìn hai gia đình nói chung là cũng cân xứng thì chịu thôi chứ không có tìm hiểu xong. Rồi sau đó ở với chồng tính từ lúc cưới cho tới lúc ly dị luôn khoảng 6 tháng. Là lúc em ly dị là em có bầu 3 tháng. Chồng hơn em 5 tuổi. Lý do chia tay lớn nhất á, trọng bạn hơn trọng vợ. Và đặc biệt cái nữa là đánh vợ trong lúc vợ đang có bầu. Chiều khoảng 6 giờ vậy đó thì bạn nhắn tin rủ đi nhậu tụi ơi. Thế là anh ta năn nỉ em cho bằng được. Em thì em nói dốc mẹ chồng là mẹ ơi cho hai chồng con đi ăn cháo. Thấy chồng thích thì vợ chiều đi nhậu. Về em cũng có nói trước là lúc đó em đang có bầu nha, em không ăn uống gì được nha, em nói trước. Thì ra bàn nhậu em đâu có ăn uống gì đâu, em chỉ xem điện thoại. Nhưng tới chừng đi về á thì ảnh hỏi em chứ sao không nói chuyện vui vẻ với bạn ảnh chơi vậy, sao không ăn uống gì trơn. Em đến thình, em không nói tiếng nào tại vì thấy sỉnh rồi em đâu có dám trả lời. Hỏi mày câm hả? Hỏi mày câm hả? Mày câm hay gì tao hỏi mày không trả lời. Em cũng đến thình, em không trả lời nữa. Phục chó. Ngồi trên xe nha, phục chó. Em nín thinh luôn, em không trả lời luôn. Trên đường mà quẹo vô có cái hẻm vắng. Quẹo vô hẻm vắng, đậu xe cái kịch. Tính quýnh nữa hay gì đó, nhưng mà đâu có ngờ. Em chỉ hèn là hèn với khi có người khác bên cạnh thôi, chứ khi mà dồn em vô thế cục em cũng phải phản đòn. Em quýnh lại. Mới đậu xe lại mình quýnh trước rồi. Có thế mà. Có thế mà. Tại em từng luyện võ mà em luyện có vài tháng ha, mà cách đây cũng lâu. Lúc mà 19 tuổi em còn đam mê. Phải có bầu và phải tự bảo vệ bản thân chứ. Dạ dạ. Đúng rồi. Tay em thủ nón bảo hiểm. Em lợi dòm ra làm sao. Em thấy là cái tình hình không ổn rồi. Em rút nón bảo hiểm ra quay qua cái bóp liền. Bóp liền.
ba cái. Chào mọi người. Dạ, xin chào chị và chào mọi người. Em tên là Nguyễn Văn Viên. Em sinh năm 1990, ngày 2 tháng 10, 1990. Nhưng mà tuổi thật thì 1989, do ngày xưa là ba ông 20 tuổi á, thấy nhỏ con. Thì nhà em thì đang ở Đồng Nai, thì em đang sinh sống tại ở trọ tại quận 1. Em ở một mình. Em đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp thì hiện tại là tại vì làm ở trường đại học thì nó cũng có nhiều vị trí, nên là em chuyên công việc chính là làm chuyên viên. Còn công việc phụ thì em làm giảng viên và em cũng đang học thêm học nghiên cứu sinh ở trường. Dạ. Chuyên viên là về mảng nào, giảng viên là mình dạy giảng dạy bộ môn nào? Dạ, em chuyên viên là em làm ở phòng đảm bảo chất lượng phát triển chương trình. Còn giảng viên thì em giảng ở khoa kinh tế. Dạ. Khoa kinh tế luôn. Dạ đúng rồi. Dạ vì hồi xưa em học là em học kinh tế. À. Còn đại học thì em học ở Bách Khoa. À, đại học Bách Khoa. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ đúng là Nguyễn Văn Viên. Dạ. Rồi công việc ổn định, rồi ngoại hình cũng ok. Dạ. Ừ. Nhà em hôm nay lý do sao giờ? Em nghĩ là ngoại hình cũng không phải ok lắm đâu. Tại vì tại vì chị thấy vậy thôi, nhưng mà cái đối phương á thì cái đó em không biết. Nhưng mà thường thì đúng rồi, thì cái gu của mỗi người mà chị. Thì tại vì chị cũng biết rồi, tình cảm thì nó hai người mỗi cái hình tượng. Hai cái hình tượng nó khớp với nhau thì nó mới đến được. Mà thường thì em không có, tức là thoải mái với đội bạn nữ. Nói chung là bạn nữ thì em thật sự yêu cầu thì cũng chỉ là biết cư xử, biết sống, biết giống như kính trên nhường dưới và biết yêu lao động là được rồi. Còn tuy nhiên thì các bạn nữ hiện nay thì họ cái gu của họ như thế nào, cái hình mẫu họ như thế nào thì em không rành. Nhưng mà chắc có lẽ là... Dạ đúng rồi. Thì trường thì 30.000 sinh viên thì nhiều lắm chị, nữ nhiều lắm. Nhưng mà thật sự em đi dạy thì tại tính em thì cái giờ nào việc nấy, thành ra cũng không có thả thính trong việc làm dạy học. Thầy không? Dạ cái đó thì chắc cũng khó lắm, tại vì chị đi học sinh viên là cái mấy thầy đẹp trai là bạn chị nó thả thính. Dạ em không đẹp trai chị thiệt. Dạ. Dạ. Em phải thừa nhận như vậy, nói chung là mình nhìn đúng chứ. Chị không đẹp trai. Dạ. Dạ đúng rồi, em thì em ốm. Dạ thước vóc thì nó. Dạ. Tại cũng hạn chế về mặt thời gian đó chị. Rồi, em cũng xuống. Nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung là thứ nhất là cũng rất là chịu khó, thứ hai là trung thực, thật thà, thứ ba là nói chung là trong tình cảm và trong nói chung là trong đời sống hàng ngày thì rất là nhiệt tình, hỗ trợ mọi người. Thì đó là điểm mạnh, còn điểm yếu thì có lẽ đến chính là được cái ngoại hình thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái đó cũng là cái gu của mọi người thì cái đó cũng không biết sao. Dạ. Rồi, mình có cái tật xấu gì không Viên? Em nghĩ em cũng không biết em có tật xấu gì. Dạ, em nghĩ em không có tật xấu gì. Không hiểu gì ông hát được không hay là... Dạ, hát thì hát karaoke thôi chứ cũng không thuộc lời đâu. Dạ. Hát mấy câu được không? Dạ, hát thử mấy câu. Thật sự em cũng không nhớ câu nào rồi chị. Lên sân khấu là phải thể hiện hát rồi. Chắc đến lúc đó em sẽ chuẩn bị nhiều hả? Dạ. Nhưng mà rồi. Em... Ok. Trong đây là thấy đi là hai mối tình nè. Dạ, đúng rồi. Dạ thì mối tình đầu tiên là em quen năm 2017. Đến năm 2018 thì khoảng 1.5 năm. Thì đó là bạn cùng với làm chung công ty. Thì cũng chung là cũng thương nhau. Nhưng mà tuy nhiên là đến cái cũng về nhà bạn rồi đó. Bạn cũng về nhà em, nói chung là em quen thì xác định quen là cưới á, nên thành ra là rất là nghiêm túc. Tuy nhiên thì bạn nữ lúc đó bạn cũng còn hơi trẻ. Lúc đó bạn mới có 24, 25 tuổi thôi. Thành ra là bạn chưa có, nói chung là bạn cũng nó lúc nóng lúc lạnh đó chị, thôi nó dùng nó đại vậy đi, nên là thành thôi em cũng thấy khó quá, mình cũng muốn đến mà người ta thôi. Cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn, nhưng mà thời gian của nó ngắn hơn, nó khoảng 8 tháng thôi. Thì em quen vào tháng 9 năm 2019, tháng 5 năm 2020 á. Thì bạn nữ là tại vì nói chung là thương nhau lắm, mà cố mai tỏ tình với ai, nhưng thấy cần thì đến thôi. Quen nhau cũng qua mạng xã hội ấy. Bạn nữ thì cái bên đạo công giáo, em cũng đi học đạo rồi. Em học xong giáo lý hôn nhân và nửa khóa giáo lý dự tòng. Tuy nhiên thì trong quá trình học thì thật sự là hai bên gia đình em không ngăn cản. Gia đình bạn nữ cũng rất là thích em. Em cũng đến thăm gia đình nhiều lần. Tuy nhiên là bạn nữ thì có một cái là bạn cũng còn trẻ quá. Lúc đó bạn mới 25 tuổi thôi.
Thành ra là chị biết rồi, vấn đề tôn giáo thì nó rất là phức tạp. Thành ra là mình đã chịu theo người ta rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà người ta mình nghĩ xa hơn chị. Mình thì mình nghĩ xa hơn, lúc đó em cũng 30 rồi, hơn rồi. Thành ra em nghĩ xa hơn, sau này nó có những cái xích mích trong tôn giáo á. Nó rất là, mà chủ yếu là đến từ phía người kia, người ta yêu cầu mình đáp ứng không được thì nó dạ. Dạ, hai bên cũng xác nhận là dừng lại. Dạ, từ đó là tháng 5 20 đến giờ là hơn 2 năm á chị. Dạ. Thì trong 2 năm thì thực sự em cũng cố gắng, chứ không phải là em không cố gắng tìm kiếm rồi theo đuổi nói chung, nhưng mà nó cũng khó quá. Một phần nữa là do cái yếu tố công việc nữa. Cũng không có nhiều thời gian để mà thực sự em cũng rất là chăm chút, chứ không phải là không chăm chút đâu. Tại vì đúng không? Dạ. Chơi là mình sẽ làm phong cách khác đúng không? Dạ thì thật sự em rất là dễ thích nghi, bạn nữ kiểu sao em cũng chịu được. Bạn thích kiểu trẻ trung thì em cũng trẻ trung. Nói chung là em không có ngại thay đổi. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên em làm ở trường đại học thì em phải mặc đồ như vậy. Rồi. Em chia sẻ bằng hình mẫu mình mong muốn đi. Dạ thì như lúc nãy em có nói đó, thì bạn nữ thì thứ nhất là về ngoại hình thì nói chung là gái thì dễ nhìn là được rồi. Chiều cao thì cứ 1m50 trở lên, dĩ nhiên là thấp hơn chút em chút xíu cho nó cân xứng, nhỏ nhắn vậy thôi. Về tính cách thì nói chung bạn biết cư xử là được, biết sống với những người xung quanh, gia đình, rồi biết yêu lao động là được. Đó. Dạ thì về tuổi tác thì em nghĩ là nhỏ hơn em thì sẽ phù hợp hơn. Mình là 89 hả? Dạ. Dạ được, ok, dạ được. Rồi. Dạ được chị. Tiếp đi, còn gì không, vùng miền thì... mấy cái đó em không quan trọng đâu chị. Vùng miền, ngôn ngữ hay là tôn giáo gì đó không quan trọng. Rồi. Có điểm gì mà không thích ở người bạn gái không? Em nghĩ rằng là bạn gái thì nói chung là tinh tế là được, hiểu bạn trai là được. Hiểu mình, có thật sự muốn quen, muốn tìm hiểu, chia sẻ với nhau. Hai người chia sẻ ví dụ như em thích không thích cái đó, em thích cái đó. Thì em sẽ tự động em sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Tại vì mình thương người ta mà chị, thì mình sẽ biết cách để mà mình nhưng mà dĩ nhiên là phải có cái tín hiệu nha. Chứ bây giờ mà không nói gì hết trơn, không nói rằng gì hết trơn. Tín hiệu là sao? Mình là trai đàn ông mình phải chủ động trước chứ. Mình chủ động chứ, mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu, nhưng mà bây giờ người ta cũng phải mở cửa cho mình chút. Chứ bây giờ đóng kín mít đó thì khổ lắm. Khổ lắm. Mà rồi lúc mình nhiệt tình muốn đến đó, thì mình làm trò này trò kia rồi không thích cái lại không có thiện cảm. Nhà em phải làm dâu, không, nhà em không cần làm dâu. Tại vì nhà em ở Đồng Nai mà em xác định em làm ở Sài Gòn nên là không cần làm dâu. Mà ba má em cũng không quan trọng chuyện làm dâu. Dạ. Chị thấy yêu cầu cũng dễ quá, ta cũng khó đâu. Dạ, thật kỳ, rất là dễ. Em nói có yêu cầu gì đâu. Dạ. Rồi, nhưng mà nếu mà tham gia chương trình là phải thêm một số những cái chi tiết cho nó mang cái tính giải trí rồi. Dạ, rồi. Đương nhiên là đến với chương trình nhà anh cũng nghiêm túc hết. Dạ. Dạ rồi, ok, thì em sẽ biên tập sẽ làm việc và trao đổi thêm với mình. Dạ. Để xây dựng thêm một số cái nội dung cho nó thú vị hơn nha. Dạ. Dạ. Ok, rồi, chị Nam hỏi gì nữa không? Ok, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Đợi thông tin chương trình nha. Dạ, rồi, em cảm ơn. Chương trình bảo liền. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, mọi người.